Trước thềm trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 25 năm 2022, sáng 18 tháng 11, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và báo Sài Gòn Giải phóng đã có cuộc gặp gỡ với 25 tấm gương nhà giáo tiêu biểu từng đạt giải thưởng Võ Trường Toản cũng như 50 thầy cô sẽ được vinh danh năm nay. Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng đã trao đổi lắng nghe tâm tư chia sẻ từ các thầy cô đã và sẽ đạt giải thưởng Võ Trường Toản trong hành trình 25 năm phát triển của giải thưởng và công việc giảng dạy, quản lý sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ ban tổ chức, lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản sẽ được tổ chức vào sáng 20 tháng 11, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.